Phải là phải cho hết đi. Lùi. Vô nữa không? Còn ai nữa không? Xích qua đây luôn. Xích qua đây luôn. Rồi, hút. Xích qua đây. Rồi. 1, 2, 3, nè, nữa nè, tiếp nè. Ok. Đúng rồi, mắc cỡ gì vậy? Chụp nhiều không mà con? Đây này, nhìn chú nè. Ok. Thiết mắt. Thật cho một phần không? Ai nữa không anh? Không, chúng nó đang mặc lộn đồ. Rồi cái nhà nhất nhẹ quay chim được. Đó phải hai vừa là chim vừa quay cái ghê quá. Thời buổi này là phải nghỉ đó. Máy nào cũng có hình hết. Ừ, máy nào. Lai tim luôn. Ai đâu. Kêu khác đi. Rồi. Cái tà này em có bung lên được không? Bung lên. Bung trái bung phải luôn nha. Bay phấp phới luôn. Bay phấp phới luôn. Để lên ra em thầy tài cho anh Phú chung nha anh Phú. Vậy luôn. 1, 2, 3. Lần nữa. 1, 2, 3. Ok. Nửa rồi nha. Đánh đùi quá. Rồi cái này. Rồi. Má phải cỡ chân vui. Ok. Đây thì quên tên rồi. Hai bạn này mới chụp mà không phải mới chụp mà đây đây mình qua trái quanh trái một bước. Thì thôi. Rồi rồi đây rồi đó, đúng rồi, kéo cơ này đẹp quá. Cầm nha. Cầm nè. Cầm nè. Okay. Nóng quá. Để mưa mà. Ngọc ơi. Cầm. Cầm nha. Cầm nè. Rồi đi em. Đúng rồi, rồi đẹp. Ok, vô đẹp. Rồi đẹp cũng được. Cố lên mức. Rồi ok. Điều khác đi đã. Rồi. Ok. Quay được cái cảnh rồi, mà bùng có. Mà không, là chim. Bung ngoài sàn, có quay luôn. Có luôn, có. Nè, đẹp quá. Có. Nhanh nè, ok. Có. Rồi.
rồi, ít thôi, rồi, dữ rồi. Sắc lai, biết lai nữa. Vô lai. Dạ. Vô lai nha. Ờ là thích, thích mặt lạnh nè chứ không phải cười. Vui vui. À lạnh. Đang live stream đó nha. Rồi cười đứt rồi. Đúng rồi, cười đứt rồi. Đúng rồi nè. Rồi, rồi xuống chút. Giữ bước lên, giữ bước lên. Cái này thì cũng là
Mình đừng có bớt ra điểm đỏ luôn giùm anh đi. Máy quay nhìn đây nha. Em phải đứng trên này tôi mới đẩy vô được, chứ đứng dưới đó tôi đẩy không được. Vũ Vũ nói live stream, trên live stream Vũ. Hello, đây là show thời trang, thế giới thời trang của Hàn Quốc. Và show này quy tụ tất cả các mẫu từ Nam tới Bắc.
và hôm nay mặc đồ của anh Nam Phong, cô anh Ra Ba, một bộ đồ rất là đẹp và lộng lẫy. Xin mời tất cả các bạn hãy chú ý vào show diễn cô của chúng tôi nhé. Thank you. Nói lại, đang livestream nè. Ở đây rất là nóng, thật sự luôn. Ở đây rất là đông người, rất là hot, rất là nóng. Livestream mà nói gì không? Nói gì mới nói gì. Muốn nói gì nói gì nhẹ nhẹ đây, không biết nói mình thấy dở lắm. Chị cái chỗ. Đứng đó đi, sâu sâu đứng đó. Chờ phan thì hai chị em chụp đi, chụp với ấy xin đi chứ đi. Bên kia kia chụp đẹp rồi anh. Chui trong cái đó đó là chụp đẹp rồi. Chụp vô con. Chưa hả? Nhìn chú nè, nhầu cái bôn không cười luôn bôn. Dán cái cọng trên tay con xuống cái bôn ơi. Đúng rồi, nhấc qua đây chút, qua đây chút anh Phong, qua đây xíu anh Phong ơi. Đúng rồi, nhìn nha, nhậu lên đặt ơi. Rồi, nhìn máy anh luôn. Dữ
riêng nha, riêng nha. Rồi thì máy xuống là ngầu hôn môn. Ok. Còn ai vô đó không? Còn ai ngoài này nè, xích qua bớt, xích qua bên thái anh bớt, xích qua cái cây lôi cầm rồi, bà Phi đâu rồi, cả nhà mình thôi bớt đi, mình đứng ngang nhau luôn, ngang nhau luôn, luôn 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 đổ 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 anh chờ đến nập cứng tại đồ. Hồi lên cái hồng Việt Nam luôn. Hoa hồng châu Á Việt Nam. Quên, quên chụp máy rồi quên. Rồi ok chưa, bảo máy chưa? Quay, 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 coi, nó lại nha, rồi máy chạy lại, ok. Hiện tại thì mình đang đứng ghế hồng Việt Nam. Hồng Việt Nam ngoài luôn má, bay rồi hồng Việt Nam quá vậy rồi. Rồi lại luôn anh ơi. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta đang đứng ghế hộp Việt Nam 2018 Kim Nguyên. Hôm nay tôi đã đến cùng với cái chương trình ra thì hiện tại là cảm xúc của Kim Nguyên như thế nào? Thật sự phải nói là tôi đi Kim Nguyên